Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin chào ông bà anh chị em. Hồi nãy chúng ta có hát một bài đó là Vua trên muôn vua và Chúa của các thần. Chúa của chúng ta là đấng rất là cao, phải không ạ? Vậy ông bà anh chị em chúng có thấy vinh dự khi mà chúng ta được thờ phượng một Đức Chúa Trời hàng sống mà Ngài là đấng cao hết trên các mọi danh không ạ? Chúng ta có thấy vinh dự không ạ? Và một điều vinh dự hơn nữa đó là chúng ta được cầu nguyện, chúng ta được trò chuyện với Chúa. Thường người chúng ta nói chuyện với Chủ tịch nước, chúng ta đã cảm thấy vinh dự, phải không ạ? Đây chúng ta nói chuyện với cả vua trên muôn vua và Chúa của các thần. Wow, tôi thấy rất là tuyệt vời khi mà chúng ta có cái sự vinh dự đó. Ông bà anh chị em có thấy vậy không ạ? Và cái sự cầu nguyện nó là một sự tương giao. Và cái điều mà hôm nay tôi muốn chia sẻ ông bà anh chị em đó là về sự cầu nguyện. Và trong ông bà anh chị em thì ai là những người yêu thích sự cầu nguyện, có thể giơ tay lên được không ạ? Và rất là nhiều người ưa thích sự cầu nguyện, phải không ạ? Nhưng mà tôi hỏi thật ông bà anh chị em đó là đôi khi thì ông bà anh chị em có thấy rằng là mình cầu nguyện rất là nhiều nhưng mà thi thoảng mình thấy dường như là Chúa không có đáp lời. Mọi người có cảm thấy thế không? Dạ. Lời Chúa thì nói rằng là anh em không được chi vì không cầu xin. Nhưng mà mình cầu nguyện nhiều như thế mà tại sao lại không thấy Chúa đáp lời nhỉ? Nếu ông bà anh chị em có câu hỏi đó trong đầu thì sứ điệp ngày hôm nay dành cho ông bà anh chị em. Amen. Cái sự cầu nguyện ấy thì đầu tiên đó là mình có thể giải bày tâm sự cùng với Chúa qua sự cầu nguyện. Và qua sự cầu nguyện thì chúng ta cũng có thể là cầu xin cái sự cung ứng của Chúa đến trên đời sống của mình. Và cái thứ ba đó là cầu nguyện là tương giao, là nói chuyện với Đức Chúa Trời. Cái sự tương giao ở đây là gì ạ? Là con với cha, chúng ta là con và Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Và đôi khi Đức Chúa Trời cũng là một người bạn, phải không ạ? Ngài lắng nghe những lời tâm sự của chúng ta. Và người cha ấy, thì luôn muốn con nói chuyện với mình. Trong chúng ta ai là những người đã làm cha làm mẹ, giơ tay này đúng không ạ? Rất là nhiều người đã làm cha làm mẹ thì chúng ta hẳn rất là hiểu điều này, phải không ạ? Không bao giờ mà người cha người mẹ đi về nhà lại mong, không mong rằng con chạy đến và nói chuyện với mình. Người làm cha làm mẹ nào cũng hiểu cái cảm giác đó, rất là mong người con đến và nói chuyện với mình, nói gì cũng được. Khi mà trở về nhà thấy con mình chạy ô ra đón, ô bố mẹ về đấy à, ôi mình cảm thấy rất là vui mừng vậy ạ. Khi mà làm việc ở công ty rất là mệt mỏi, nhưng mà chỉ khi mà về đến nhà mà thấy con chạy ô ra ôm lên mình, bao nỗi lo, nỗi phiền muộn tan biến hết. Và cha trên trời của chúng ta cũng như thế. Ngài mong muốn ông bà anh chị em chúng ta đến với Ngài. Ngài mong muốn những người con chạy đến với Chúa. Không cần phải nói những điều gì quan trọng, chúng ta chạy đến với Ngài. Cái điều Ngài mong muốn đầu tiên ở chúng ta đó là cái sự tương giao khi mà chúng ta được làm con của Ngài. Và chúng ta cần biết tại sao chúng ta nên cầu nguyện. Đời sống cơ đốc nhân của chúng ta bắt đầu bằng gì ạ? Bằng một lời cầu nguyện. Đó là cầu nguyện xin sự tha thứ, cầu nguyện để xin Chúa Ngài bước vào lòng của mình. Chúng ta không thể nào làm con Đức Chúa Trời mà không có sự cầu nguyện, phải không ạ? Đó là cái sự cầu nguyện rất là quan trọng, nó là cái điều đầu tiên và rất là cần thiết. Trong Sử Ký Nhất đoạn 7 câu 14 nói rằng là nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe tha thứ tội chúng nó và cứu xứ nó khỏi tai vạ. Mọi người có thấy không ạ? Đầu tiên hạ mình xuống và tiếp theo là cầu nguyện. Trong sự cầu nguyện chúng ta được cung ứng sự tha thứ. Qua sự cầu nguyện thì chúng ta được nhận lấy sự cứu rỗi, sự tha tội.
Trong đoạn này có nói rằng là cứu xứ khỏi tai vạ. Qua sự cầu nguyện thì chúng ta được cứu. Và cũng bởi lời cầu nguyện đó mà Abraham cầu nguyện cho gia đình của Lot được cứu. Khi mà Đức Chúa Trời muốn hủy diệt thành Sodom và Gomorrah thì Abraham cầu nguyện tương giao với Chúa, nài xin Chúa để xin Chúa cứu. Đầu tiên là ông gọi là thương lượng với Chúa, rồi cuối cùng chỉ còn vài người thì cái điều cuối cùng đó là Chúa ngài đã cứu gia đình của Lot. Và cũng bởi lời cầu nguyện đó mà Anne được Chúa ban cho một đứa con. Đứa con đó là ai ạ? Là tiên tri Samuel. Là một vị tiên tri rất là vĩ đại. Và Phi-rơ cũng có một lời cầu nguyện với Chúa khi mà các môn đồ ở trên mặt biển thì mọi người rất là hoảng sợ khi mà nhìn thấy Chúa Giê-xu. Thì Phi-rơ cũng có một lời cầu nguyện cầu xin Chúa rằng là Chúa ơi, xin cho con cũng được đi trên mặt biển giống như Ngài. Wow, cũng mời một lời cầu nguyện mà Phi-rơ được kinh nghiệm phép lạ. Chúng ta thấy không ạ? Sự cầu nguyện mang đến cho chúng ta sự tha thứ. Trong lời cầu nguyện chúng ta được sự cứu rỗi. Trong sự cầu nguyện chúng ta được nhận lấy phép lạ đến từ đây Ngài như Phi-rơ. Một phép lạ rất là lớn. Chúng ta không thể ngờ được, phải không ạ? Đi trên mặt đất, nhưng mà chúng ta có thể đi trên mặt biển. Cái sự cầu nguyện này nó giống như là cái chìa khóa để mở ra cánh cửa của phép lạ, của phước hạnh. Cái cánh cửa đó khi mà nó mở ra rồi á, thì anh chị em sẽ kinh nghiệm rất là nhiều điều. Chúng ta cần có cái chìa khóa. Chìa khóa đó là gì ạ? Là sự cầu nguyện. Chúng ta cần phải có sự cầu nguyện. Cái sự cầu nguyện rất là quan trọng trên đời sống của chúng ta. Thật sự rất là quan trọng. Khi mà chúng ta cầu nguyện ấy, thì chúng ta mở cửa cho quyền năng của Đức Chúa Trời tác động trên đời sống của mình. Tôi có nghe một câu rất là hay, đó là khi mà chúng ta làm việc ấy thì chúng ta làm việc, nhưng mà khi mà chúng ta cầu nguyện thì Đức Chúa Trời làm việc. Amen. Hallelujah. Ông bà anh chị, chúng ta muốn làm việc một mình hay làm việc cùng Đức Chúa Trời ạ? Và cái điều tiếp theo đó là tôi muốn nói, đó là cầu nguyện là một sự tương giao. Cái sự tương giao rất là cần thiết trong một mối quan hệ, phải không ạ? Vợ chồng không thể nào yêu thương nhau nếu mà cưới nhau về mà không nói chuyện với nhau. Nếu mà hai người là vợ chồng nhưng mà chẳng bao giờ nói chuyện với nhau thì đấy có phải là một mối quan hệ bền vững và gọi là khăng khít không ạ? Chúng ta cũng biết là có những mối hôn nhân cưới nhau về chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa. Ví dụ như là nhiều người muốn đi nước ngoài thì làm giấy tờ để làm hôn thê giả, phải không ạ? Cũng là vợ chồng nhưng mà trên giấy tờ thôi. Họ không có mối liên hệ gì với nhau hết. Đức Chúa Trời ngài yêu thương chúng ta. Ngài mong muốn được trò chuyện với mỗi đời sống của chúng ta. Ngài không muốn chỉ là, ngài không muốn cái mối quan hệ giữa Chúa với chúng ta chỉ là giống như là cái mối quan hệ trên giấy tờ mà thôi. Ngài không muốn chúng ta là những cơ đốc nhân trên danh nghĩa. Ngài muốn một mối quan hệ thực sự. Và để có một mối quan hệ thực sự thì chúng ta cần làm gì ạ? Cần phải tương giao với Chúa mỗi ngày. Khi mà một mối quan hệ có sự ngăn trở thì hai người trong mối quan hệ đó sẽ không thể gần gũi nhau được. Và nếu mà hai người không đến gần nhau thì mối quan hệ đó dần dần sẽ xa cách. Mà ngài không muốn xa cách chúng ta. Và nếu trong đời sống của ông bà chạm tận đây, chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta đến nhà thờ hàng tuần, nhưng mà khi trở về nhà chúng ta không có một mối quan hệ mật thiết với Chúa,
Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng chỉ đang sống trên danh nghĩa của một cơ đốc nhân mà thôi. Chúng ta cần có một mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Ngài là cha của chúng ta. Và khi mà chúng ta cầu nguyện ấy, không phải lúc nào chúng ta cũng đến với Chúa. Trước kia thì tôi nghĩ rằng là cầu nguyện với Chúa là lúc nào cũng phải ầm ầm, lúc nào cũng phải thờ phượng rất là to, hát rất là to rồi đến cầu nguyện với Chúa, thậm chí là cầu nguyện tiếng lạ ầm ầm. Nhưng mà được một thời gian tôi cảm thấy không ổn, lúc nào mình đến với Chúa mình cũng ầm ầm như thế, thì mình nói liên tục như thế thì Chúa phán với mình thì mình nghe làm sao? Nếu mà chúng ta đến với Chúa chúng ta chỉ nói liên tục như thế, lúc chưa nói thì chúng ta nghe thế nào? Tất nhiên là ông bà anh chị em chúng ta ai có đã từng gặp cái trường hợp mà mình đến với một người mà không kịp nói cái gì, mình chỉ nghe thôi, chỉ có nghe người này nói liên tục, mình không kịp trả lời, chỉ kịp gật đầu. Một mối tương giao là qua lại, tương giao nghĩa là qua lại, là tương tác qua lại, phải không ạ? Đôi khi chúng ta đến với Chúa chúng ta cần cầu nguyện rất là nhiều, rất là khẩn thiết, nhưng mà đôi khi chúng ta cần đến cái sự yên lặng khi mà chúng ta đến với Ngài. Amen. Đôi khi đến với Chúa chúng ta không cần phải ồn ào. Chúng ta đến với Chúa chúng ta lắng nghe, chúng ta yên lặng để lòng mình yên lặng trước Chúa. Hãy nói với Chúa rằng: Chúa xin hãy phán với con. Cái sự vui mừng nó đến ấy, đôi khi không phải là chúng ta được giải bày hết tất cả những điều gì trong tấm lòng của mình. Sự vui mừng hơn nữa khi mà chúng ta được nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời. Ông bà anh chị em cảm thấy thế nào khi mà chúng ta đang đứng thế này, đang thờ phượng, chúng ta nghe thấy một tiếng: ta yêu con. Cảm thấy rất là vui mừng, phải không ạ? Chúng ta cần phải lắng nghe được tiếng của Chúa. Đó là cái sự tương giao. Ngài muốn nghe chúng ta mà Ngài cũng muốn gì ạ? Ngài cũng muốn chúng ta lắng nghe Ngài. Trước kia thì tôi đến với Chúa có một khoảng thời gian tôi gặp một số nan đề rất là suy sụp và không thể nói chuyện được với ai. Rất là cô đơn, một mình ở một nhà rồi không có ai bên cạnh, rồi tôi cũng không có mở lòng ra để nói chuyện với ai hết. Thì tôi nhớ có một đêm đó là tôi nằm trên giường. Tôi cảm thấy rất là trống trải và cô đơn. Và tôi kéo cái gối và tôi nói với chính mình và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, đây là chân của Ngài. Rồi tôi ôm cái ghế đấy, ôm cái gối đấy. Rồi tôi cảm thấy cái sự bình an, rất là bình an trên tấm lòng của mình. Tôi tưởng tượng cái gối đấy là chân của Ngài. Đôi khi cũng đơn giản là như thế thôi. Một lời cầu nguyện nho nhỏ, rồi tôi tưởng tượng đó là cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và khi mà tôi cầu nguyện như thế thì thật sự là tôi cảm nhận thấy sự hiện diện của Chúa tại nơi đó. Tôi cảm thấy sự bình an và sự an ủi của Chúa đến trên đời sống của mình. Thì đôi khi trên đời sống của chúng ta cũng cần có khoảng thời gian như thế. Không phải là đi với Chúa lúc nào chúng ta cũng vui tươi, vui vẻ. Chúng ta cần có, mà chúng ta có những khoảng thời gian mà chúng ta suy sụp thì chúng ta cần những khoảng thời gian mà yên lặng để Chúa nói với chúng ta. Và chắc hẳn là trong đời sống của chúng ta, mọi người đã nghe giảng nhiều thì cũng nghe một câu đó là sự cầu nguyện giống như là hơi thở của cơ đốc nhân, phải không ạ? Dạ. Nó quan trọng, nó được ví như là hơi thở của một con người. Và khi mà nhắc đến cái hơi thở thì tôi cũng liên tưởng đến một điều đó là mọi ngày chúng ta vẫn đang thở, phải không ạ? Nhưng mà chưa chắc chúng ta đã hít thở đúng cách. Tôi có lên trên mạng và xem cách hít thở. Hít thở phải hít thở sâu, rồi thở ra từ từ. Đó là cách hít thở đúng. Và khi một đứa trẻ lớn lên thì nó được sinh ra thì nó luôn biết cách hít thở. Nhưng mà khi người lớn chúng ta đôi khi là chúng ta đang hít thở sai. Tại vì chúng ta đang hít thở rất là nông. Chúng ta chỉ hít
Chúng ta chỉ hít nông thế thôi, đó là chúng ta đang hít thở sai. Chúng ta quên mất cái cách mà chúng ta hít thở. Thì khi mà ngày trước thì tôi có đi nội soi. Đấy, ai đã đi nội soi rồi ạ? À, chưa. À là có một số người cũng đã đi nội soi rồi. Nhưng mà tôi khi mà vào bệnh viện thì họ nói với tôi rằng là nếu sợ đau thì dùng thuốc mê. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, mình phải thử cái cảm giác này. Mình không dùng thuốc mê để thử cái cảm giác xem nó thế nào, xem mình có chịu nổi không, xem có sức chịu đựng mình như thế nào. Khi mà vào phòng nội soi thì có một người y tá thì nội soi cho tôi. Còn có một người bên cạnh thì để trấn an, để bên cạnh vỗ vai tôi, nhắc nhở tôi rằng hít thở, từ từ hít thở sâu. Để làm gì ạ? Để cái tim mạch mình rồi cái cơ thể mình nó được hoạt động bình thường. Nếu mà chúng ta căng thẳng, chúng ta sẽ hít thở rất là gấp, phải không ạ? Tim đập nhanh rồi mạch đập cũng nhanh. Rồi từ đó thì cái cổ họng mình nó cũng chèn ép lại. Đó, cái sự hít thở đúng nó rất là quan trọng. Khi mà chúng ta lo lắng, chúng ta cũng nhắc nhở bản thân điều gì ạ? Hít thở sâu, chậm rãi. Đó, cái sự hít thở đúng cách nó quan trọng, thế phải không ạ? Đôi khi mình không có nhìn thấy. Và cái tác dụng của việc hít thở đúng cách nó mang lại rất là nhiều ích lợi. Đó là thứ nhất là giảm đau này, tăng cường miễn dịch này, giảm lo âu, giảm căng thẳng, hạ huyết áp. Và để phổi của chúng ta hoạt động một cách toàn diện. Đôi khi thì chúng ta có một cái phổi rất là khỏe mạnh, rất là to. Nhưng mà đôi khi chúng ta có 10 phần, chúng ta chỉ có sử dụng có 3-4 phần, thậm chí là chỉ có 5 phần thôi. Thì trong cái sự cầu nguyện cũng thế, chúng ta cần phải hít thở sâu. Chúng ta cần có một sự cầu nguyện sâu sắc. Amen. Hít thở sai ấy, thì nó không làm cho chúng ta nghẹt thở. Chúng ta đang hít thở sai nhưng mà chúng ta vẫn sống, phải không ạ? Chúng ta cầu nguyện chưa đúng cách, chúng ta cảm nhận chúng ta vẫn đang sống. Lời cầu nguyện nông là như thế nào? Đôi khi thì tôi đi về nhà sau một ngày rất là mệt mỏi rồi. Tôi nhớ đến cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa một ngày đã trôi qua. Xin Chúa ban phước cho giấc ngủ của con. Amen. Thế là xong. Đó là một sự ví dụ cho một lời cầu nguyện nông. Đã, chúng ta không thể sống khỏe mạnh khi mà chúng ta chỉ cầu nguyện nông nông như thế được, phải không ạ? Nếu chúng ta chỉ cầu nguyện với Chúa buổi sáng, cảm ơn Chúa một ngày mới đã đến, amen, rồi đến trưa chúng ta ăn cơm, cảm ơn Chúa đồ ăn ngày ban cho, hallelujah, cảm ơn Ngài, rồi đêm đến cũng như vậy được. Chúng ta không thể là một cơ đốc nhân khỏe mạnh khi mà chúng ta chỉ cầu nguyện như thế được. Vậy thì cái sự cầu nguyện hiệu quả nó là như thế nào? Và tôi ở đây thì tôi không có đưa ra một cái phương cách. Và tôi muốn nói với ông bà anh chị em đó là cái sự cầu nguyện hiệu quả ấy, nó là nó đạt đến được cái mục đích. Thế nhưng là chúng ta khi mà chúng ta cầu nguyện thì chúng ta nhận được cái lời cầu nguyện đó. Nghĩa là cái lời cầu nguyện của chúng ta được nhậm. Đó là một lời cầu nguyện hiệu quả. Và trong một công ty thì có hai người công nhân làm việc rất là chăm chỉ. Rồi một hôm hai người công nhân đó được giao cho một nhiệm vụ, đó là phải vác một cái miếng tôn rất là nặng lên một tòa nhà 18 tầng. Rồi hai anh công nhân này rất là hồ hởi, rồi vác đến tầng 15 rồi. Rồi anh công nhân thứ nhất mới nói với người kia rằng là có hai tin tốt, có hai tin, không phải hai tin tốt mà là có hai tin. Anh muốn nghe tin xấu hay là nghe tin tốt trước? Rồi anh kia mới nói rằng là nghe tin tốt trước. Rồi anh kia trả lời, tin tốt là chúng ta đã leo đến tầng 15. Và tin xấu là anh em ta đã leo nhầm tòa nhà.
mục đích khi mà xác định mục tiêu rất là quan trọng, phải không ạ? Kinh Thánh nói rằng là chúng ta phải kiên trì cầu nguyện. Cầu nguyện không thôi, cầu nguyện cho đến khi mà chúng ta nhận được. Nhưng mà nếu mà chúng ta cầu nguyện nhưng mà sai, giống như hai anh công nhân kia, rất là chăm chỉ, rất là kiên trì, nhưng mà cuối cùng lại sai mục đích. Khi mà chúng ta bước đi sai thì mọi cái công sức của chúng ta bỏ ra nó đổ đi đâu thì ông bà anh chị em biết rồi đó. Vậy thì cái lý do gì mà cái lời cầu nguyện của chúng ta không được nhận? Và tôi muốn chỉ ra một số điều, đó là những cái điều ngăn trở cái lời cầu nguyện của chúng ta được nhận. Trong Ê-sai đoạn 59 câu 1 đến câu 2 nói rằng là: Này, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Điều gì đang ngăn trở ạ? Điều gì đang ngăn trở đời sống của chúng ta, cái lời cầu nguyện của chúng ta đến với Chúa? Đó là tội lỗi. Tội lỗi đang ngăn trở cái lời cầu nguyện của chúng ta đến với Ngài. Không phải nghe, Ngài không có lắng nghe. Kinh Thánh nói rằng là tai Ngài không có nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là cái sự gian ác của chúng ta làm xa cách mình với Đức Chúa Trời. Khi mà chúng ta phạm tội, chúng ta để tội lỗi trên đời sống của mình thì có một cái bức tường ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời. Càng nhiều tội lỗi thì cái bức tường đấy càng dày. Chúng ta tưởng tượng một tội lỗi là một cái bức tường, hai tội lỗi, hai cái bức tường. Nếu mà chúng ta để càng nhiều tội lỗi trên đời sống của mình thì cái bức tường đấy càng dày. Chúng ta thấy không ạ? Bên đây thì có cái phòng thiếu nhi. Bên phòng thiếu nhi nếu mà các bạn ấy chơi thì chúng ta vẫn nghe thấy, phải không ạ? Cái tường đấy rất là mỏng. Thì cũng như thế, nếu chúng ta để càng nhiều tội lỗi thì cái bức tường đấy càng dày, thì chúng ta, cái lời cầu nguyện của chúng ta càng bị ngăn cách. Trong một mối quan hệ vợ chồng ấy, thì nếu mà một người vợ làm sai điều gì đó, tất nhiên là người chồng sẽ không đuổi cái người vợ đấy ra khỏi nhà, phải không ạ? Chẳng ai mà người vợ mắc sai lầm mà người chồng lại đi đuổi người vợ ra khỏi nhà hết. Và chúng ta cũng thế. Đôi khi chúng ta phạm tội, chúng ta mắc sai lầm, tôi nói là sai lầm nhỏ nhá, không nói đến những sai lầm rất là to lớn, những lỗi lầm nghiêm trọng thì chúng ta khoan hãy kể đến. Nhưng mà chúng ta mắc những sai lầm thì tất nhiên là Đức Chúa Trời Ngài sẽ không đánh đuổi chúng ta ra khỏi vương quốc thiên đàng, hoặc là đánh mất cho chúng ta cái sự cứu rỗi. Nhưng mà cái việc mà chúng ta phạm tội ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cái mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Nhưng khi mà người vợ phạm sai lầm thì đi về nhà mặt nặng mày nhẹ rồi, cũng như là không dám đến gần chồng của mình. Thì cái sai lầm, cái tội lỗi đã ảnh hưởng đến cái mối quan hệ giữa hai người. Và cái điều mà chúng ta cần xử lý đó là chúng ta cần phải loại bỏ những cái điều đang ngăn trở chúng ta, những cái điều đang cản trở cái lời cầu nguyện của chúng ta đến với Chúa. Amen. Và chúng ta có thấy là cái lời cầu nguyện nó liên quan trực tiếp đến đời sống của một con người, phải không ạ? Tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Chúng ta cầu nguyện, nhưng mà tại sao Chúa lại không nghe? Tại vì tội lỗi của chính bản thân mình, không phải tại Chúa, tại chúng ta. Vậy thì cái đời sống công bình, một đời sống thánh khiết là một điều rất là cần thiết trên một đời sống cơ đốc nhân. Nhưng mà ông bà chẳng có thắc mắc rằng là chúng ta được cứu bởi đức tin, tại sao chúng ta cần phải trở nên một đời sống công bình để làm gì?
cái việc được cứu bởi đức tin ấy, được xưng công bình bởi đức tin ấy, đó là cái điều mà Chúa cung ứng cho chúng ta để chúng ta được cứu về phần linh hồn. Nhưng mà xét về cái phương diện cầu nguyện, những lời cầu nguyện của chúng ta, thì chúng ta cần phải loại bỏ những cái điều cản trở để cái lời cầu nguyện của chúng ta được nhậm. Chúng ta không thể nói rằng là được cứu với đức tin, cứ tin là được, muốn sống thế nào thì sống, cứ tin là kiểu gì cũng nhận được. Đó chỉ là một phần thôi, đó là một phần, nhưng còn những phần khác nữa. Trong Gia Cơ đoạn 5 câu 16 nói rằng là: vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng mà cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều. Ở đây nói là ai cầu nguyện ạ? Người công bình phải không ạ? Ở đây có đề cập đến người công bình. Cái sự công bình nó rất là quan trọng. Đôi khi thì chúng ta chỉ tập trung đó là lấy lòng sốt sắng mà cầu nguyện, cứ sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm, nhưng mà chúng ta quên mất cái vế trước, đó là người công bình lấy lòng sốt sắng. Chúng ta cần trở nên một người công bình. Chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, và chúng ta cũng cần phải trở nên một đời sống công bình, một đời sống thánh khiết. Amen. Chúng ta nhớ khi mà chúng ta cầu nguyện thì chúng ta có một câu cuối kết là gì không ạ? Thường tôi hay nghe mọi người đó: chúng con hiệp một lòng, đồng một ý cầu nguyện. Amen. Đồng một lòng, hiệp một ý. Cái điều này chúng ta có bao giờ để ý không? Đồng một lòng, hiệp một ý, nghĩa là cái sự đồng lòng giữa anh chị em chúng ta với nhau, giữa cơ đốc nhân với nhau. Kinh Thánh nói rằng là khi mà hai người trong các ngươi hiệp nhau cầu nguyện không cứ việc chi thì ta sẽ làm cho. Cái sự hiệp nhất nó cũng rất là quan trọng, cái sự hiệp một nó cũng rất là quan trọng, phải không ạ? Trong Ma-thi-ơ cũng nói rằng là khi mà các con đến dâng lễ tại bàn thờ ấy, mà chợt nhớ ra anh em mình có đang có điều gì nghịch với mình, hãy để lễ vật trước bàn thờ và trở về giải hòa với anh em mình trước đã, rồi hãy đến dâng của tế lễ. Cái việc chúng ta cần phải làm trước tiên đó là gì? Giải hòa với anh em mình trước. Nếu mà chúng ta đến hội thánh mà chúng ta cảm thấy vẫn có cái sự bức xúc với cái người bên cạnh mình, hoặc cái người ngồi cái hàng kế bên kia, đến hội thánh mà cứ nhìn thấy cái bà này khó chịu thế nhở, thế làm sao mà chúng ta đến với Đức Chúa Trời được? Nhìn cái mặt thì đã ghét thì chắc là không đến cái hội thánh này, đi chỗ khác nhóm. Chỗ nào cũng là nhà của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời có kêu gọi chúng ta làm thế không ạ? Lời Chúa nói rằng là chúng ta hãy đến giải hòa với anh em mình trước. Nếu mà chúng ta không có sự hiệp nhất, chúng ta không có giải hòa thì làm sao mà chúng ta có sự hiệp nhất được? Chúng ta vẫn cầu nguyện chung với hội thánh với nhau. Amen, nhưng mà lòng của chúng ta lại không có hiệp một, thì cái điều đó nó cũng có thể ngăn trở cái lời cầu nguyện của chúng ta. Và cái điều tiếp theo ngăn trở đời sống của chúng ta, ngăn trở cái lời cầu nguyện của chúng ta, đó là cái một lời cầu nguyện mà chẳng bởi đức tin. Thế nào là một lời cầu nguyện chẳng bởi đức tin ạ? Khi mà chúng ta quên cầu nguyện và chúng ta cảm thấy lo lắng, chúng ta ôi quên cầu nguyện, có khi nào mà Chúa phạt không? Chúng ta lo lắng, chúng ta để cái sự lo lắng nó làm cái động lực để chúng ta cầu nguyện. Tôi không tin rằng nếu mà chúng ta dùng cái sự lo lắng để chúng ta đến với Chúa, chúng ta chỉ cầu nguyện với Chúa khi mà chúng ta cảm thấy sợ hãi,
mà khi mà chúng ta quên cầu nguyện chúng ta cũng thấy sợ hãi, thì tôi nghĩ rằng là cái điều đó nó không cần thiết và nó cũng không đúng. Và tôi quan sát thấy một số người, nếu mà không biết ông bà anh chị đã gặp chưa, tôi đã từng gặp một số người đó là khi mà ăn cơm quên cầu nguyện với Chúa, đút cơm mồm lên lẻ ra lẻ ra, ôi Chúa tha tội, Chúa tha tội. Chúa của chúng, cái sự tôn kính Chúa nó là cần thiết, nhưng mà Chúa của chúng ta có đoán phạt chúng ta vì những cái điều đấy không ạ? Chúa của chúng ta được gọi là đấng yêu thương, đấng nhân từ. Nhưng mà đôi khi chúng ta nghĩ Chúa là một cái ông thần rất là hung dữ, quên cầu nguyện cái là Chúa phạt. Cái sự cầu nguyện ấy, nó giúp đỡ đời sống của chúng ta gần gũi Chúa hơn. Cái sự cầu nguyện nó là một cái đường dây, nó là một cái công cụ để chúng ta đến với Chúa. Để bước vào một sự hiện diện của Chúa thì chúng ta phải thờ phượng, phải không ạ? Và trong sự thờ phượng chúng ta cũng cầu nguyện để tương giao với Đức Chúa Trời. Và cầu nguyện đôi khi không phải là chỉ đến đâu cầu nguyện để trao đổi công việc. Chúa ơi, hôm nay con đã làm cái gì? Rồi Chúa ơi, hôm ngày mai cho con phải làm sao? Không phải là chúng ta chỉ đến với Chúa, Chúa ơi, con muốn một cái xe máy mới. Và chúng ta cũng đã nghe rằng nhiều thì chúng ta cũng biết là Đức Chúa Trời của chúng ta không phải là thần đèn. Thật sự là Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng cung ứng, nhưng mà không phải Ngài chỉ là đấng cung ứng mà thôi. Đó là một phần trong bản tính của Ngài. Ngài cung ứng cho chúng ta những điều cần thiết. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ đến với Chúa để cầu xin những cái điều cần thiết, mình thấy cần thiết trên đời sống của mình ấy, thì chúng ta đang hơi thiên lệch. Chúng ta chỉ đến với Chúa khi mà chúng ta cần như thế, thì chúng ta dường như chúng ta có đang trân trọng Chúa không ạ? Chúng ta thì đến với Chúa và để mưu cầu những cái lợi ích cho mình mà thôi. Khi mà chúng ta được bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời ấy, và như lúc nãy tôi đã nói, khi mà chúng ta dùng cái lời cầu nguyện là chìa khóa mở cánh cửa đó ra, thì trong đó có phước hạnh, có sự bình an, có sự cung ứng. Chúng ta cần sử dụng cái sự cầu nguyện đấy để đến với Chúa, chứ không phải chúng ta chỉ sử dụng cái lời cầu nguyện để cầu xin cho mình, cầu xin Chúa cung ứng cho mình, Chúa cấp cho mình mà thôi. Chúng ta cần một mối quan hệ mật thiết với Chúa. Trong Gia-cơ đoạn 4 câu 2 câu 3 nói rằng là anh em tham muốn mà chẳng được chi, anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu, anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng cho tư dục mình. Có phải mà khi mà chúng ta nghe những cái điều tôi vừa nói mà chúng ta phải cẩn thận, phải rất là kinh kiềng, phải tra xét đời sống mình, cái điều đấy là cần thiết, mà chúng ta không cần nhất thiết phải là khi nghe cái điều đó thì mình không dám cầu xin Chúa điều gì hết. Không phải. Chúa nói rằng là anh em không được chi vì không cầu xin. Ngài muốn nhắc nhở chúng ta hãy cầu xin Chúa. Và cái điều mà ngăn trở chúng ta, cái lời cầu nguyện của chúng ta không được nhậm ấy, đó là chúng ta cầu xin nhưng mà trái lẽ. Chúng ta cầu xin để dùng cho tư dục mình. Trong chúng ta, những người đã con nhỏ, có con nhỏ thì hiểu rất là rõ, phải không ạ? Khi mà con mình nó đòi cái gì, không phải cái gì chúng ta cũng cho, phải không? Nó thấy cái gì trước mắt nó đẹp, nó cũng lấy hết, kể cả dao, kéo, gậy guộc, lấy hết, cứ thấy hay là lấy. Và chúng ta cũng thế. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta thấy cái gì cũng tốt, cái gì chúng ta cũng muốn. Chúa ơi, cho con cái này, Chúa ơi, cho con xe hơi, cho con nhà to, cho con giàu có. Nhưng mà chưa chắc cái điều đó đã tốt cho đời sống của chúng ta.
Nhưng mà Chúa là Cha, Chúa biết những điều gì cần thiết trên đời sống của chúng ta. Biết đâu khi mà Ngài cho chúng ta giàu có, liệu chúng ta còn gần gũi Ngài được nữa không? Biết đâu khi mà chúng ta giàu có, chúng ta có giữ được mình nữa hay không? Hay là chúng ta lại sa đọa và những cái khoái lạc của đời này? Làm sao mà chúng ta biết được? Nhưng chỉ có Chúa của chúng ta mới biết cái điều đó. Ngài biết những điều mà chúng ta cần thiết. Khi mà chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho con giàu có, tôi nghĩ là tôi vẫn cầu nguyện cho điều này, nhưng mà tôi nghĩ là Chúa chưa cho mình, tại vì Chúa biết rằng mình có quản lý được cái số tiền lớn hay không. Chúa biết được mình quản cái sức của mình quản lý được bao nhiêu thì Chúa sẽ cho bấy nhiêu. Vậy thì ông bà anh chị em chúng ta không cần phải nóng lòng. Hãy cầu nguyện để xin Chúa Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan để chúng ta biết cách quản lý tiền. Khi mà chúng ta cầu nguyện với Chúa rằng là Chúa cho con giàu có, sao mà Chúa lâu thế, sao Chúa cứ để con nghèo mãi như thế này. Chúng ta hãy nhớ một điều là Chúa ban cho chúng ta tùy cái lượng mà chúng ta có thể kiểm soát được. Khi mà chúng ta cầm giữ cái tội lỗi trên đời sống của mình ấy, thì nó sẽ ngăn trở cái lời cầu nguyện của chúng ta. Cái người tham tiền ấy, thì lúc nào cũng chỉ tiền thôi, đến với Chúa tiền, tiền rồi gặp anh em khác cũng tiền. Tiền bạc là một điều cần thiết. Chúng ta không thể sống thế nào mà thiếu tiền được, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta để cái lòng mình luôn hướng về tiền bạc thì cái điều đó chúng ta đang đi sai lạc. Chúng ta đang mất cân đối trên đời sống của mình. Và cái điều mà chúng ta cần làm ấy, chúng ta cần cởi bỏ những cái tội lỗi đang cầm giữ trên đời sống của mình để chúng ta mặc lấy tư tưởng của Đức Chúa Trời. Chúng ta tìm kiếm những điều đó ở đâu ạ? Chúng ta cần có một mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta không có gần gũi Chúa thì làm sao mà chúng ta biết ý muốn của Chúa trên đời sống của mình được? Nếu mà chúng ta không có gần gũi Chúa thì làm sao mà chúng ta biết chúng ta nên cầu nguyện điều gì đẹp lòng Chúa bây giờ? Chúng ta không có lời của Chúa thì làm sao mà chúng ta biết được điều nào là cái điều trái lẽ? Điều nào là cái điều mà không có đẹp lòng Chúa mà chúng ta cầu xin bây giờ? Chúng ta hãy đến với Chúa và cầu nguyện. Hãy xin Chúa Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan để biết lựa chọn cái điều gì đúng, đúng đắn. Và chúng ta hãy đến với Chúa để cầu xin sự tha thứ từ nơi Ngài. Cái điều mà tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em trong ngày hôm nay đó là chúng ta, cái sự cầu nguyện đó rất là cần thiết trên đời sống của chúng ta. Chúng ta không thể sống một đời sống, chúng ta không thể nào là một cơ đốc nhân khỏe mạnh khi mà chúng ta không có sự cầu nguyện. Và cái sự cầu nguyện hiệu quả ấy, nó không là một cái phương cách. Cái sự cầu nguyện hiệu quả ấy, là chúng ta vứt bỏ những cái điều cản trở trên đời sống của mình. Đó là tội lỗi, đó là cái sự thiếu hiểu biết về lời Đức Chúa Trời. Chúng ta càng hiểu biết Chúa bao nhiêu, chúng ta càng biết nhiều lời Chúa bao nhiêu, thì chúng ta càng hiểu biết để cái lời cầu nguyện mình nó trở nên đúng đắn. Chúng ta cầu nguyện cho gia đình của mình, nhưng mà chúng ta không biết lời Chúa nói gì về gia đình. Chúng ta cầu nguyện cho hôn nhân của mình, cầu nguyện cho người chồng của mình, nhưng mà chúng ta không biết lời của Đức Chúa Trời nói chúng ta phải đối xử với người chồng của mình như thế nào. Thì ông bà anh chị em nghĩ Đức Chúa Trời có bước vào hôn nhân của chúng ta được không? Nếu chúng ta vẫn hành xử như thế gian mà chúng ta cứ cầu nguyện, Chúa ơi xin Chúa Ngài giúp đỡ, xin Chúa Ngài thay đổi chồng con, nhưng mà chính mình lại không biết lời Chúa, mình lại không có thay đổi, mình lại không hành động theo lời của Chúa, thì liệu Đức Chúa Trời có bước vào trên đời sống của mình, có bước vào hôn nhân của mình được không? Chúng ta cầu nguyện
Nhưng mà chúng ta cần phải để Chúa bước vào đời sống của mình, mọi phần trên đời sống của mình. Chúng ta cầu nguyện cho tài chính. Hãy tìm kiếm trong Kinh Thánh chỗ nào hướng dẫn cho chúng ta về tài chính. Chúng ta cầu nguyện cho hôn nhân, hãy tìm kiếm trong Kinh Thánh nói gì về hôn nhân, hướng dẫn chúng ta như thế nào để có một hôn nhân tốt đẹp, đẹp lòng Chúa. Phải không ạ? Đó là khi mà chúng ta hành động theo lời của Chúa, theo sự hướng dẫn của Chúa, thì chúng ta đang để Chúa ở trên cái phần đó, trên đời sống của mình. Amen. Thì giờ này tôi xin mời ông bà chị em chúng ta cùng nhau đứng dậy, chúng ta cùng cầu nguyện cho những điều mà chúng ta đã nghe trong buổi chiều ngày hôm nay. Hãy đến với Chúa và cầu nguyện để xin Chúa ngài tha thứ cho những sự thiếu hiểu biết của chúng ta. Có thể lắm trên đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta trách Chúa rằng là Chúa ơi, sao con cầu nguyện mãi mà Chúa không đáp lời. Lời Chúa nói rằng tai ngài không có nặng nề mà không nghe lời cầu nguyện của chúng ta được. Và chính tội lỗi của chúng ta đã ngăn trở, ngăn cách chúng ta đến với ngài. Chúng ta hãy đến và cầu nguyện để xin Chúa ngài tha thứ, ngài chỉ giúp đỡ, ngài chỉ ra những điều đang ngăn trở của chúng ta đến với Chúa, những điều, những tội lỗi đang ngăn trở chúng ta, cái lời cầu nguyện của chúng ta đến với ngài. Hãy cầu nguyện để xin Chúa ngài tha thứ cho chúng ta. Vì có thể lắm khi mà chúng ta đến với Chúa, chúng ta chỉ cầu nguyện cho tư dục của mình. Chúng ta không mong muốn một mối quan hệ mật thiết với Chúa, nhưng chúng ta chỉ mong muốn Chúa đáp ứng cái nhu cầu của mình. Hãy xin Chúa ngài tha thứ cho những sự ích kỷ của chúng ta. Lời Chúa nói rằng là hãy đến gần Chúa thì ngài sẽ đến gần anh em. Chúng ta hãy đến với Chúa trong thời giờ này. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang ở đây và lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta. Thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.